thì còn lại quân số bao nhiêu đây nè, và quyết định là sẽ ghé vào quán mẹ chưa anh chồng. Đó sao bây giờ nè, mấy cái nhiều lắm anh Thịnh, để ăn đặc sản rồi. Bữa trước giờ em lên đuôi lên gì rồi? Em lên cá mai tái chanh 5 dĩa, cá đuối sối mỡ 5 dĩa, bánh tráng kẹp chả 5 dĩa, dồi trường hấp 5 dĩa, mực trứng hấp 5 dĩa, ngao hấp xả 5 dĩa xỉu. Trời ơi, được thông báo là nó cưới lời quá trời rồi. Mà đọc cái menu vậy xỉu rồi. Mình đếm lại đây là bao nhiêu người nè? 2, 4, 4, 4. Sao chị đếm lẹ vậy? 18 người. Mỗi phần 5 dĩa, vị trí là 4 người. Dạ đúng rồi, nước suối chanh. 4 người là suối chanh. Em lấy suối ngọt, suối này mà nước quá. 4, 5, 20. Mình sẽ có một cái dĩa 3 người. Rồi vậy nha, mỗi phần ăn là một thứ 4 người, một dĩa, mỗi thứ mình kêu 5 phần. Đúng rồi, mai chị trở về là mai 5 giờ chị phải dậy đi làm đấy nha, hôm nay là bị làm đất đó. Mấy em nữ có uống nước khoáng là xì tinh coca vậy mà em phải nấu bia luôn. Đi ha. Không có bia. Rồi bây giờ mình làm 4 thùng em ơi, 4 từ bếp lạnh ơi. Bây giờ tôi uống bia cộng với nước suối chanh được không? Chứ không mấy người luôn á. Bây giờ một là uống bia rồi xong là ngủ tới mai tới chiều đi về luôn nè. Không được. Hai là uống ai uống gì được. Phản đối mình còn cái tiền ngày mai nữa. Ngày mai bây giờ uống bia, mai lực kèo hết luôn nha. Mai cái mặt với cái mền. Nước suối chanh. Nhậu xong qua mai mặc với cái mền. Chị Ba Tê ơi, tiền nó vô túi mình rồi. Ngày mai còn đang nhậu. Có, ngày mai còn uống sức rồi chưa cho. Cái gì ngày mai mất trăm chưa cho. Má biết câu chuyện chưa mà má kêu con kỳ. Con chồng má ông mà. Má ơi, má phải hiểu câu chuyện. Câu chuyện sao? Chị nhắc em mới nhớ, chị trở lại vàng cho em. Thưa quý vị, chị Ba Tê mượn vàng đeo mà giờ này chưa trả. Chị nhắc em mới nhớ. Ủa, hai cái cọng kiền đó của con hả? Con phải làm cái clip con đi đòi vàng. Hai cái cọng kiền đó đó hả? Của con đó má. Muốn vừa nói là chị hỏi thanh Ba Tê là cái xô này à. Anh Ba Tê là thu bao nhiêu vàng? Quả bộ làm tiệc cưới lên xong rồi nói cái xô này là 40-50 triệu. Đó, thấy chưa? Mai dùng không? Trả lại luôn. Mai nó dùng cho cái gì khác. Nó dùng nhiều lắm hả? Trời ơi, cái kỳ nó cẩn thận nha. Nó giống cái sợi dây chuyền của anh Khương mua ra trong nhà. Hồi sáng định đeo cho anh luôn. Định tặng cho anh luôn. Ôi, từ chối ngay. Sợi dây vàng vô luôn, tặng cho anh luôn. Đây này má. Sợi dây chuyền cự vô nè. Ông đem vô, ông đòi đeo cho chú rể, sao ông vô đây ông bỏ vô thùng vàng nữa, bỏ vô thùng tiền nữa. Mà biết sao ông, cô dâu á làm ở trong nghề nên là biết anh Thương trôn rồi, còn chú rể không biết thương thiệt. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, ông vô cái sợi dây chuyền vàng nào mà nó bóng lưỡng, bóng lưỡng gì trơn. Nó nhẹ như bông bóng với chị. Giả chân luôn mà. Giả chân luôn. Cái vàng giả chân luôn. Cái mặt á nó to như là cái gì vậy đó. Cái mặt nó to lắm. Ôi, tính ra cũng công phu dữ á. Đầu tư. Đi đâu ổ. Không có má. Tìm một cái sợi dây chuyền đó mà đầu tư 2 lít. Một cái lít bên đây cơ là bên ông Hồng Cơ Lê. Rồi rồi hả? Rồi, đúng rồi. Trôn bên anh Cơ Lê rồi mà đi qua đây không? Anh nói xong bên kia không một qua cái đêm sợi chuyền là anh đi qua Cơ Lê rồi. Đám cưới người ta vô cầm từng cái tấm hình ông treo, trời cái tấm hình gì mà không thể nào chấp nhận được. Hai đứa này bao nhiêu tuổi rồi mà hình học sinh đeo cả rồi. Ông Hoàng, ông vô ông che tay nát luôn. Vô nó treo trời không thể chấp nhận vô được. Đâu? Vô trong đám cưới. Cái nhà hàng rồi đưa này hả? Hồi trưa mà ông quay clip YouTube ông đeo trời không chấp nhận hai cái đứa này. Nó chụp hình cái gì đây? Hình là cô dâu chú rể bằng áo sơ mi trắng tắt khăn hoàng, trời không chấp nhận được. Tội nghiệp lắm. Bà đợi mới ngoài này không? Bà đâu biết. Từ lúc 9-10 giờ sáng cho tới 1-2 giờ đi sáng hôm sau mới tới nơi. Rồi xong rồi ngủ được mấy tiếng rồi đi đám cưới xong rồi đi về lại về luôn. Dạ lên xe em chủ chị. Khương về, hiện tại thì Khương về, Lê Nam về. Dạ. Còn lại là chị Trúc với lại anh Hùng. À Trúc Hùng về. Bây giờ mình cầm ly lên nè. Mình cho chị Ba Tê. Con đi nhậu hả chị? Còn một team nữa là đi nhậu ở trên kia rồi. Trời ơi, chia ra làm đôi rồi hả? Xung quanh là vườn Thanh Long. Menu rất là hoành tráng nha. Trời ơi quá rẻ luôn em ơi. 85, 70, 90 không à. Mà em nói em xỉu cái gì thôi. Em gọi nhiều quá em xỉu thôi. Cho là 5 lần 9.
năm 1945. Ăn chơi đi chị ơi. 45 là mấy triệu luôn. Ủa nhiều vậy? Ăn chơi đi chị ơi, em lời. Ăn chơi bánh xác đi ha. Chơi bánh xác. Ngày hôm nay mọi người đã lên bao nhiêu clip rồi? Em thấy chị Tường Vy 1 clip nè, Ngô Phương Anh 1 clip nè. Má lên 1 clip mà chưa bật nút kiếm tiền. Con thấy má lên luôn, má Dung cũng lên luôn rồi. Má chưa lên nha. Yếu không có lẽ. Má lên là được. Xuống rồi, đâu có bật nút xuống mà. Cái xe nó yếu. Lên bằng 3G. Rồi 3G chưa hết cái 3G. Chưa hết cái clip là hết 3G luôn rồi. 3G con đang kiếm nhiều đó, nó 70 ngàn tháng lắm nè. Nào hỏi ra mới biết. Trời đất ơi, ba cháu một tháng chưa thấy gì. Con nhỏ là bà chạy nhiều. Ờ, con trăm mai chục ngàn à. Ờ, má lai chim, má chiếc liên tục liên tục luôn. Bây giờ hết luôn. Lạ luôn, xấu rồi. Rồi, mở ra. Đây, món đầu tiên là món bánh tráng hả? Cứ ngồi im, đánh thở. Lại là bánh tráng. Anh ơi, món này tên là gì? Đây là gỏi, là cái túi, ăn gỏi là cái túi em. Gỏi cá, cá mai, cá chanh. Mai này mới có bánh tráng với nước chấm thôi đúng không? Hết hồn tưởng cái gỏi là vậy chứ. Chưa đâu, chưa có đồ, chưa chưa ra mà. Rồi. Dạ. Gỏi này chưa. Tại em hết hồn sớm. Má. Má 100, nhìn hạ. Ủa, nó có bánh tráng được. Á, bao nhiêu tiền ăn luôn hả? Bánh tráng hồn có 50, nó có giống bánh tráng. Giờ chưa? Giờ đi. Mà nó chúng mà người ta đã vô rồi. Tao đâu biết mình ở đâu đâu. Mình Bình Thuận nhỏ xíu à. Trời ơi, Bình Thuận nhỏ xíu à mọi người ơi. Chị An, chị biết không? Ngày hôm nay á, em lo lắm luôn. Tại vì hồi sáng á, có một số người nói là không phải là ngày đám cưới, ngày mai mới là ngày đám cưới. Đó, đầu ô em hết hồn luôn. Em cứ chích ra giờ sau đây giờ nhờ ai làm ở dưới xã xuống loa giùm em khách hàng. Chứ em lo quá, tại vì bữa trước là đi em mời bạn em đi xuống chợ em chơi chơi chắc lại mai đám cưới nha. Em nói đâu cái gì mai mốt mà em cười trời nghĩ sao vậy ngày mai. Em biết em có lầu gào nhưng mà cái câu chuyện này phải để em kể nó bóp vỡ. Chị ba con chị ba tê kể không, chị kể là nó đã giảm cái mức độ mà nghiêm trọng rồi. Má biết nha, không ai đời cô dâu mất cấp từ 7 giờ mất cấp tới 9 giờ trưa xong các bạn. Mà trong cái đó còn là mẹ ruột nè, cô dì chú bác nè. Trời ơi sao lúc đó điều chị quá. Rồi má mất cấp cho ai? Má mới cấp cho mấy bà xui. Không đâu ai biết đâu. Xong rồi làm xong mới vô mới đeo bắt len không nửa tiếng đồng hồ. Rồi xong bắt đầu đi thay đồ. Đi thay đồ xong sự lựa chọn là giày cao gót hay là giày bata hay là giày thể thao. Đó bây giờ rồi phải không chị không có kinh nghiệm đám cưới. Lần đầu nó vậy. Đang đeo bắt len người ta nói là phải thoải mái thì mình đeo bắt len cho nó nhanh. Đâu thoải mái đâu, nghe được cái thông tin là rất nhiều người không biết ngày hôm nay đám cưới. Tá quả tâm tin. Gọi điện là ba của chị Thanh á, đi gọi điện cho từng người đó. Không bữa nay đám cưới Thanh nha, chị dặn vậy. Xong rồi cái chị Thanh như nè. Dì ba ơi ba, bây giờ ba, dì chú kêu xuống chợ, chú kêu ra bắt Thanh á. Là loa lên giùm cho con đi, là hôm nay con đám cưới đi, chứ đề ta không biết, ta lộn ngày mai. Em tha lên rồi bỏ dao lên rồi dao lên thôi khỏi vô luôn cho nó khỏi rồi xong rồi bỏ chút rau vô rồi tại vì phải làm ướt phải chị phải làm ướt nha nó mới dễ cuốn ướt cái miếng ở ngoài đúng không chị cả hai miếng luôn rồi xong bỏ cá mai lên cá mai càng nhiều càng ngon đó bỏ chút đậu phộng nha đậu phộng ăn phi nữa có hả bể bánh tráng rồi sao chị bể rồi anh ơi cho em bánh tráng phơi xương được không em
nhắm em nhúng cho nó nhão nhão một xí. Phải nhúng cho nó nhão nhão chứ, nó bị làm đau rồi. Có cái đũa lăn nó mềm mềm nó mới ôm được cái đó. Món này khó ăn quá, lên móng chảy rồi. Ngọc tưởng nói là món này khó ăn quá, lên món thứ hai đi. Nhúng gì có vẻ là mềm. Em cũng thấy vậy á. Cho nó mềm cái bánh tráng luôn. Ở đây chị. Cá mai càng nhiều càng tốt. Đây nè, chị lo hàng nữa dễ luôn bạn. Càng nhiều càng tốt. Ủa chị sao không sao nữa? Nè bỏ đồ rau vô, bỏ bánh tráng vô. Ủa, nhưng mà muốn lấy đậu phộng thì sao? Bóc cái này nó bóc cái này nè. Nhúng cái này vô nước luôn. Nhúng nhiều lên trên nè. Rồi cái nước chấm này mình bỏ vô chén mình đúng không? Bỏ vô rau hả ta? Bỏ rau vô đây nè. Chấm vô đây. Chấm nước này đúng không? Đúng rồi. Cái món này con có ăn ở Sài Gòn rồi mà. Thôi, món này khó ăn lắm, bánh tráng bẻ làm tám luôn là chưa làm cái gì nè. Con phải nhúng ngập vô luôn nó mới nhũn ra. Ta vô để cho con chén. Rồi để ăn thử nha. Ăn thử review cho mọi người. Rồi. Em nhúng cho nó mềm bánh tráng luôn. Dạ, em lấy lại chị. Cái cha nhúng miếng cá vô luôn rồi. Trời ơi. Anh ơi, cho em một chén nước nhúng mới. Anh thấy đàn mình quá phiền rồi. Ủa, rồi cái đá này mình chưa đủ nha. Ủa? Cái này đủ chưa? Cái chấm này đủ chưa? Mới có 3 dĩa, còn 2 dĩa nữa. Trời ơi. Rồi, ăn cá đủ chưa? Ok ok. Đây mới vậy là món đầu tiên thôi nha mọi người. Cái menu là tới 6 món lận. Này tí xíu nữa. Quang nhớ thì Quang quay tiếp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.